Bắt cái bao ở CS thì chúng ta còn file admin lte này, icheck này, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sửa tiếp. Thì ở trong này đây, this đây đúng không? Cái this này thì nó chính là cái thư mục public CSS đúng không? Cái this này chúng ta sửa thành public. Cái này plugin icheck thì chúng ta sẽ sửa thành public. Public. Cái này chúng ta sửa thành public plugin. Public sửa plugin iTrack này blue này. Đây. Đấy. Có giao diện luôn đúng không? Bây giờ chúng ta còn cái JavaScript nữa đây, các file JavaScript là còn đang tèo. Chúng ta kéo dần lùi xuống dưới một tí. Đây này, public plugin jQuery rồi này. Này, public plugin iCheck nữa. Xong phim. Đúng chưa? Chúng ta xóa bớt cái này đi, cái này và cái này đi. Thì chúng ta sẽ có kéo lùi lên tí, chúng ta sẽ có cái login Facebook, login cái gì đây này. Register thì chúng ta tạm thời chưa có, chúng ta comment nó vào, còn nếu các bạn có thì các bạn cứ nhét vào thôi. Đây. Như này. Nó bay luôn. Tiếp theo là cái phần forgot my password này các bạn chắc là chưa làm được thì các bạn sẽ phải xóa nó đi, comment nó vào, bay mất này. Register new membership, cái này thì chúng ta phần quản trị thì chúng ta phần khách hàng thì chúng ta cũng có thể tạo tài khoản khách hàng cho nên là chúng ta vẫn để lại. Tiếp theo là cái phần đây này, cái logo, các bạn nhìn thấy cái logo nó bấm vào được đúng không? Thì đây chúng ta để lại cái đường dẫn về trang index chẳng hạn, index.php. Đây là T3H shop. Đó, thấy không? Tiếp theo là cái sign. Đây là login box message. Đâu nhỉ? Đây, cái này. Thì chúng ta hoàn toàn có thể sửa nó thành trở thành cái message này này. Đây này. Nếu mà có lỗi thì hiển thị cái lỗi ở đấy thì chúng ta thay thế cái chỗ vị trí là cái message này bằng cái vừa rồi. Đây message box đây. If message thì chúng ta sẽ thay thế cái mớ này bằng cái thẻ H4 được. Được chưa? Tiếp theo là cái action, do chúng ta action login lại đúng cái trang của mình nên chúng ta bỏ cái này đi, method post. Còn lại thì là email, cái field email tôi vẫn giữ nguyên này. Quan trọng là cái name của nó thôi. Đây, type placeholder email này. Đây chúng ta thêm cái name bằng email. Dưới đây chúng ta thêm một cái name, name bằng password. Đó. Còn cái remember me này các bạn cũng tạm thời comment nó vào luôn nhá. Bởi vì chúng ta chưa học cookie cho nên chúng ta sẽ không sử dụng cái remember me này, chỉ có login vào là xong. Tôi sẽ để comment mỗi cái này. Đó. Được chưa? Không có remember me luôn, để cho chống một tí cũng được. Hoặc là chúng ta có thể comment cả. Đây. Code này connect 12 cách text central. Thì nó sẽ vào giữa. Đấy. Thấy không? Login luôn. Bây giờ thử login xem có được không nhé. admin@gmail.com 123456 vào bình thường. Được chưa? Đó, cái màn hình login nó rất là dễ. Chúng ta sửa tí cho xong mà. Tiếp theo thì tôi sẽ thêm. Xong rồi thì chúng ta xóa cái mớ giao diện cũ đi thôi, không động đến nữa. Cái màn hình này các bạn có thể add thêm cái jQuery validate giống như hôm trước tôi dạy, để vào check cái password cũng như cái email này trước khi người ta login vào. Đó, thì các bạn tự làm cái phần đấy. Tiếp theo thì tôi sẽ thêm một vài cái sản phẩm mẫu vào trong cái này. Đúng không? Đây, cái product này. Để thêm một vài cái sản phẩm vào để cho tôi làm cái phần giỏ hàng. Thì chúng ta sẽ làm như sau này, thêm một sản phẩm. Đây là ví dụ như kiểu là bàn ăn gỗ sồi hả? Giá 4.000, giá bán là 3.500. Feature image là tạm thời chưa có ảnh thì tôi sẽ đi copy một cái ảnh về.
bàn ăn, gỗ sồi, chém gió thì cũng có. Đây, tôi copy bừa một cái ảnh này về. Page xuống, detail, chi tiết, sản phẩm. Get ID. Hôm trước cái bàn ăn là get ID bao nhiêu nhỉ? Đây, nó thuộc về cái bàn ăn tròn, bàn ăn chữ nhật này đúng không? Thì mã của nó là 4. ID sản phẩm là 4. Get ID 4 này. Tôi thêm một cái nữa là bàn ăn xoay. Đây, như này đúng không? Copy link email address, đây là bàn ăn xoay. Giá là 6.000. Giá bán là 5.800. Chi tiết sản phẩm. Cái này là thuộc về cái bàn ăn xoay, là ID bằng 5. ID bằng 5. Đó, tiếp theo dụng cụ. Đây là bàn trang điểm đi. Đây. Đây là cái sản phẩm bàn trang điểm hiện đại có gương. $2,000, $1,800. Chi tiết. Cái bàn trang điểm này thuộc về phòng nào? Đây. ID bằng 7. Cái ID này là cái ID đúng này, cái này là số thứ tự thôi. Đừng nhầm. 7. Tiếp theo thêm một cái nữa nhá. Phòng ngủ giường. Giường đôi, giường tầng cho trẻ em. Đây, ví dụ như này. Giường tầng cho trẻ em là 5.500. Cái giường này thì thuộc danh mục nào nhỉ? Đây nó là giường đôi đúng không? ID của nó là 8. Đây tôi thêm một vài cái sản phẩm này vào, 3-4 cái sản phẩm vào. Xong chưa? Thì chúng ta có thể thêm, sau khi thêm vào á, thì chúng ta có thể về cái trang, tôi chẳng biết là cái index này nó về đâu, homepage controller. Cái gì mà category tùm lum này trời. Đây nó về homepage controller này. Get lead này. Bây giờ tôi sẽ lấy ra sản phẩm nữa. Product model bằng. Đây, get total product. Get total product là lấy hết đúng không? Lấy hết sản phẩm ra. Thì chúng ta sẽ có cái ở đây tôi duplicate lên cái này là product. Chúng ta sẽ có cái product. Dưới này chúng ta sẽ có cái product đối tượng mới. Sau đó có cái list product. Nó sẽ bằng cái này cũng như product model cho đến get total product. Sau đó là chúng ta sẽ truyền về cái biến là title đúng không? Trang chủ. $view bằng là tôi sẽ thêm một cái vào đây. New thư mục này, client này. Client này. Và tôi sẽ di chuyển thằng là thằng của nợ này lên trên cái client này, view này, client. Đây, chúng ta vào đây,
chúng ta sẽ có cái view bằng chấm chấm view bằng app sượt view sượt home client sượt home sượt homepage.php và sẽ sử dụng include one cái app sượt view sượt layout sượt sượt cái gì main sượt main.php thử cái. Ôi giời ơi, homepage là chưa có data, đây header đây, footer đây, thế chúng ta lấy được cái full, lấy được cái layout rồi nhá, chẳng qua chỉ còn lại là cái phần này thôi, cái phần nội dung ở trong thôi, đúng không? Thì cái này chúng ta sẽ sửa lại phần homepage, lấy cái file homepage này này, đúng chưa? Thì ở đây tôi sẽ để một cái gọi là cái gì? Đây tôi sẽ để cái NAV. Đáng lẽ ra là cái này. Ok, tôi sẽ giữ lại cái table này. Tên sản phẩm đi. Tên sản phẩm này. Ảnh này. Đây là mô tả. Ở đây là giá chứ. Giá khuyến mại. Mà thôi. Trong này tôi code luôn ra danh sách sản phẩm nhé. Chúng ta sẽ có như sau này. For each cái list product đúng không? Đây list product này. S P. Tôi viết chữ P cho nó ngắn. Mỗi một cái này tôi sẽ làm một cái div. Ví dụ tôi sẽ có cái style cho thằng này là float left này width bằng 33% 33.33%. Được chưa? Nó sẽ có cái border 1 pixel solid màu green chẳng hạn. Ví dụ thế. Thế tôi test bừa thôi. Xong chưa? Trong này thì tôi sẽ có cái H2 là cái tên, cái tiêu đề sản phẩm. Thì chúng ta sẽ có là bằng là P cho đến name. Tiếp theo là đến một cái thẻ IMG và SRC bằng cái $P cho đến feature image đúng không? Sẽ set width cho nó bằng 200 pixel. Sau đó ở phía dưới này thì thực ra cho cái IMG này bằng cái tôi sẽ có style width bằng 100% cho nó bằng rộng đúng bằng cái thằng cha này luôn. Thằng này thì tôi sẽ có thêm cái padding 10 pixel. Sau đó đến phía dưới này tôi sẽ có một cái thẻ P. Đây là giá B này. Giá bán giá này 2 chấm. Ở ngoài này tôi sẽ có cái đô la hỏi chấm. Đô la P cho đến list ở dưới price giá bán. Sale price. Chúng ta coi cái nhá. Không ra gì. List product. Xong ra gì nhỉ? Product model này. Select sale from pay, say name, category name.
tôi copy cái câu lệnh này tôi chạy trong DB. Trong trường hợp chúng ta không chạy được thì chúng ta phải thử trong DB xem nó như thế nào. À, cái này là get ID các bạn nhé. Đây là get ID chứ không phải là category ID. Đấy, thấy chưa? Lỗi là chuyện bình thường thôi mà. Do tôi thiếu cái chữ sell price, thiếu chữ sell ở đằng trước này, cho nên nó sẽ báo lỗi như thế này. Homepage này, đây, lúc nãy do tôi viết tiếng Việt ở trên Mac nó bị ngu cái phần này, phần viết tiếng Việt nó rất là ngu, cho nên là chúng ta đây, đúng chưa? Đây sản phẩm đây, thấy chưa? Còn chỉnh sửa giao diện như nào thì đấy là việc của các bạn, nhá. Tôi chỉ lấy ra thôi. Đây là tôi lấy ra ngoài xong rồi tôi sẽ tí nữa thêm cái nút, và đây là nút thêm vào giỏ hàng chẳng hạn, hoặc là nút xem chi tiết, sau xem chi tiết xong rồi thêm giỏ hàng. Ví dụ vậy. Thì ở đây tôi sẽ có một cái div ở ngoài này. Div này có style bằng clearbot. Clearbot này, content không có content gì ở đây. Clearbot display table. Là nó sẽ của trong này vẫn chưa xuống. Chưa trèo, chưa cho mấy cái thằng này lên trên. Đấy, thằng này tự nhiên xuống dưới thôi. Thấy chưa? Bây giờ chúng ta sẽ vào trong, ví dụ tôi sẽ có thêm cái vào chi tiết một sản phẩm nhá. Sau thường thường là người ta sẽ có một cái nút ở ngoài này là nút thêm vào giỏ hàng á, đúng chưa? Hoặc là vào trong chi tiết sản phẩm cũng có nút thêm vào giỏ hàng á. Sau rồi mới bắt đầu là mua. Thì chúng ta sẽ làm cái phần giỏ hàng. Thì bây giờ giỏ hàng nó sẽ hoạt động như nào? Các bạn hôm nay không chưa phải chép cái gì cả, chỉ cần nghe và hiểu thôi đã, có gì thì hỏi. Còn code của chúng ta code sai nhiều lắm, chờ chúng ta rất là lâu. Vậy thì phần giỏ hàng chúng ta làm như nào? Hôm trước tôi có nói là cái session của chúng ta nó sẽ làm việc với các chức năng như là login và gì? Và cái gì nữa? Giỏ hàng đúng không? Thế vậy thì bản chất cái logic của phần giỏ hàng nó là sao? Thì sẽ như sau. Ví dụ tôi có một cái session đô la ngày dưới session. Tôi đặt cho cái session của giỏ hàng ấy, nó là cái này. Các bạn thích đặt là gì đặt, tôi đặt là như này. Các bạn đặt là giỏ ngày dưới hàng được, chẳng sao ạ. Được chưa? Bởi vì nó chỉ là một phần tử trong mạng, đúng không ạ? Được chưa? Thì bây giờ thì tôi sẽ có xử lý như này như nào. Cái này ấy, bản chất của nó bằng một cái mạng. Cái phần tử card của cái session này, nó bản chất của nó là một cái mạng. Hiểu không? Bản chất của nó là một cái mạng. Mỗi phần tử trong mạng này là một sản phẩm. Được chưa? Nhớ nhá. Mỗi sản phẩm trong đây thì tôi sẽ viết như thế này. Ví dụ đây là cái mạng của tôi bắt đầu nhân viên. Thế không như này. Được chưa? Bây giờ ví dụ tôi bấm vào cái sản phẩm này, cái giường đôi này đúng không? Cứ cho là cái sản phẩm này coi đi là một đi. Thì giờ tôi không nhớ chính xác là gì của nó bao nhiêu, tôi cứ cho nó là một đi. Thì bây giờ chúng ta sẽ khi mà bấm vào mua cái này, chúng ta phải làm sao đấy thêm được một cái mạng con vào trong này. Phải, được chưa? Nếu bấm vào cái sản phẩm kia nữa thì lại thêm một cái sản phẩm con nữa thì lại là một cái mạng như thế này vào trong cái mạng card này. Và các phần tử trong này thì gồm những cái gì? Thì như sau, thứ nhất là ID này. Nó bằng giá trị của cái sản phẩm vừa được chọn, nhưng cứ để là 1. Xong chưa? Phần tử thứ hai theo các bạn là cái gì? Tên à? Ờ thì tên, name bằng cái xxx, ví dụ thế, đúng không? Phần tử thứ ba là gì? Giá, price bằng bên là mấy nghìn? 4.500 đúng không? Đúng chưa? Tôi sẽ nới rộng cái này ra. Đúng chưa? Còn gì nữa? Ảnh làm gì? Thực ra chúng ta đưa cái này vào là hơi bị ngu. Chẳng cần thiết phải làm cái việc này. Nhưng mà nếu mà các bạn để cho đỡ vất vả, chúng ta để thêm cái tên và cái ảnh vào cũng được. Bởi nó phân tử mạng, nó tự tạo ra, nó thêm cái gì vào chả được. Được chưa? Nhưng mà chúng ta thêm ảnh vào cũng được. Ok, để cho chúng ta dễ xử lý. Nhưng mà quan trọng nhất đó là phải là có thêm cái thuộc tính là quantity. Ngay lập tức nó bằng 1. Kết thúc mạng.
Liên quan đến địa điểm gì không? Số lượng sản phẩm. Đúng chưa? Lần sau khi chúng ta nếu chúng ta mua hai cái giường nhá. Thế tôi ví dụ với nhau chứ thẳng chẳng nào mua hai cái giường đôi để về nhà gì cả. Ví dụ trong trường hợp chúng ta muốn mua hai cái giường nhá, thì chúng ta lại về cái trang chi tiết của xem chủ có bấm vào cái nữa. Thì tự động cái quantity nó phải tăng lên 2. Đúng chưa? Còn ở trong này nếu mà các bạn muốn mua thì mua thêm loại sản phẩm, cái sản phẩm khác sản phẩm này nhá. Mua thêm một sản phẩm nữa thì cái các phần tử trong nó lại sinh ra thêm giống như này. Đúng hay không? Đúng chưa? Đấy, xét xử nó sẽ lưu được những cái thứ như này. Để sau này như nào? Để sau này khi chúng ta tiến hành thanh toán này, nó sẽ chúng ta sẽ dựa vào cái xét xử card này để chúng ta lấy ra các cái sản phẩm. Thấy không? Lấy được ra các cái sản phẩm này và hiển thị ra ngoài. Đúng chưa? Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái tạo ra cái bảng này như nào. Ví dụ ở đây tôi sẽ có một cái nút cho mỗi thằng. Ở đây tôi sẽ có một cái div. Tôi sẽ có một cái button. À, quên nhầm, xin lỗi các bạn. Sẽ có một cái thẻ A. Href bằng s2card.php hỏi chấm PID bằng với cái ID của sản phẩm hiện tại. Đô la P cho đến ID. Và tôi sẽ thêm cái này vào là S. Thêm vào giỏ hàng. Thêm sản phẩm. Đây. Cái nào nó cũng có đúng không? Với cái đường dẫn PID bằng 1 này, PID bằng 2 này, PID bằng 4 này, PID bằng 3 này. Đúng chưa? Và tôi sẽ có cái số lượng sản phẩm ở phía trên này. Được chưa? Tôi có cái số lượng sản phẩm ở đây. Thì tôi sẽ làm như sau. Ở cái phần layout này, để coi nào. Ở trong cái phần này tôi sẽ để vào đâu bây giờ nhỉ? Tôi sẽ đưa vào trong cái file index này cũng được. Nhưng thực ra nên đưa vào trong controller này thì hay hơn. Tôi sẽ có cái session start đúng không? Session gạch dưới start. Này để bắt đầu dùng session đúng không? Rồi. Thì ở đây này, ở trong cái session start này này. Có phải cái file này không? Trông có vẻ sai sai không ạ? Đây là từ cái lesson 71. Chúng ta ở lesson 72 rồi. Cái gì mà app module này trời. Book detail từ project trước rồi. Đây. Tôi sẽ xóa đóng bớt đi. Đây. Chúng ta sẽ vào controller, client homepage controller, chúng ta thêm session start vào đây. Đó, session start vào đây. Thì bởi vì cái giao diện nó sinh ra cái homepage này đúng không? Cho nên chúng ta sẽ được quyền làm như này. Ở trong cái phần homepage này tôi sẽ có cái biến là đây tôi tính ở trong tôi tính ở layout cũng được. Thực ra tôi tính cái này ở layout cũng được chẳng sao. Để tôi coi. Đây. Cái layout main này thì tôi sẽ có thể tính một cái file ở đây hoặc là tôi để ngoài header nhé, để ngoài header luôn. Chúng ta sẽ có một cái biến total product card product bằng không. Số lượng sản phẩm hiện tại nó chưa thêm gì vào, nó bằng không đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ có là if iset cái đô la gạch dưới session card. Nếu mà không có, nếu mà có, được chưa? Và nếu mà có cái này này, đừng thằng nào dùng bàn nữa, lại tèo bây giờ. Nếu mà có cái session này, được chưa? Thì chúng ta sẽ tiến hành là tính tổng ở đây. Đây chúng ta tính tổng ở trong này. Tính tổng sản phẩm. Được chưa? Tí nữa tôi tính cho các bạn xem nó như thế nào. B-
Bây giờ chúng ta phải add được vào đã, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau này. Tạm thời tôi cứ để này đây và tôi sẽ có một cái thẻ là thẻ, ví dụ như thẻ A đi. Thẻ A là đây là trang, tí nữa chúng ta link đến trang thanh toán. Đây là tôi viết text là hiện có card product sản phẩm trong giỏ hàng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có như này. Ôi giời ơi, main là 19 sai gì nhỉ? Hả? À đây, tôi viết thẻ A ở trong cái code PHP để tèo là phải. Đây, hiện có không sản phẩm này, đúng không? Tôi sẽ phải br cái này xuống để cho nó đỡ bị lẫn. Ủa, sao không có được vậy? Tôi kệ nó đi. Đây nhá, hiện có không sản phẩm này. Bây giờ tôi sẽ bấm vào đây, thì tôi sẽ thêm cái sản phẩm của ID bằng 1 này vào trong cái giỏ hàng, đúng không? Tôi bấm vào đây nhá, xong chưa? Thì nó sẽ sang đường dẫn là add to cart.php với ID bằng 1, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta coi. Bây giờ phải làm gì? Tạo ra một cái file, new file add2cart.php này. Được chưa? Trong này thì tôi xử lý logic bình thường thôi. Tôi chẳng có cái gọi là cái gì, tùy các bạn. Tôi sẽ thêm vào cái giỏ hàng trước. Đây tôi sẽ có session. Session start này. Được chưa? Các bạn có thể đưa cái này vào controller làm cho dễ nhá, nhưng tôi sẽ tính luôn ở trong này cho nó cho nó nhanh để không mất thời gian. Thì ở đây tôi sẽ có cái biến, tôi sẽ require one cái app sược model sược product, đúng không? .pt. Trong này tôi sẽ có cái biến model bằng new product này. Pro new product. Sau đó tôi sẽ có cái biến product bằng, tôi sẽ có thêm một cái hàm ở đây nữa, function get product by id, truyền vào đây cái id. Tôi thực hiện câu lệnh này. Select sound from p này, tôi select sound đi, không có join riêng gì cả. From product where id bằng cái biến ID truyền vào, đúng không? Sau đó tôi sẽ load row, chỉ lấy nó một phần tử thôi, được chưa? Thì chúng ta sẽ làm như sau. Product nó sẽ bằng $model trở đến get product by ID, nhận giá trị từ $ gạch dưới get PID, và tôi sẽ tiến hành là va đam ra. Ôi giời ơi, undefined view, undefined hin. Rồi thì hin, $hin, string rộng. Đúng chưa? Lấy ra sản phẩm 3 nhá. À, sản phẩm bằng ID 1 bán gỗ sồi, đúng không? Tôi lấy ra sản phẩm bằng 4 thì là giường tầng cho trẻ em, đúng không? Được chưa? Nếu tôi lấy ra sản phẩm 40 thì sao? Ra phone. Được chưa? Thì chúng ta sẽ, khi sau khi làm việc này rồi, chúng ta sẽ có if product. If product phải có sản phẩm để thêm, chứ không thêm làm gì, đúng nhá? Thì chúng ta sẽ có như này, chúng ta sẽ có cái đô la, chúng ta trước hết if này chúng ta phải kiểm tra đô la gạch dưới session. Nếu if iset cái đô la gạch dưới session card, đúng không? Cái tên này chúng ta phải dùng chung. Trong trường hợp nếu chưa có cái session card này, còn thấy không? Nếu trong trường hợp chưa có thì chúng ta sẽ phải là tạo ra cái session card mới. Card
bằng một cái mảng giống như tôi nói đúng không? Bằng một cái mảng. Đúng chưa? Với phần tử đầu tiên, với phần tử nhất, phần tử đầu tiên vào đây luôn chứ tội gì, đúng không? Với phần tử đầu tiên là một cái mảng con. Mảng con đầu tiên chúng ta sẽ có thuộc tính là gì? ID bằng cái gì? Bằng gì? Product trở đến ID luôn này. Tiếp theo đến gì? Name bằng product trở đến name này. Lấy ô ảnh được. Feature image bằng product trở đến feature image này. Rồi đến giá đúng không? Price nó sẽ bằng với product cho đến price, sell price. Và gì cuối cùng là gì? Quantity là số lượng. Nó sẽ bằng mấy? S vào lần đầu thì bằng 1. Chứ có cái gì cao siêu đâu. Xong. Được chưa? Xong chưa? Xong nhá, cứ tạm thời xong này đã, xong rồi tôi sẽ tạm thời header. Header location về index thôi, index.php. Xong chưa? Được chưa đã? Xong nhá. Rồi, vẫn không sản phẩm trong cửa hàng. Tôi bấm thêm cái nữa này. Vẫn không sản phẩm trong cửa hàng đúng không? Đúng chưa? Nhưng bởi vì chúng ta đã tính gì đâu mà nó chả không. Bây giờ tôi tính này. Thứ nhất, tôi sẽ vào trong cái file header này, file main này này. Tôi vadam thử đô la vadam. Tôi vadam thử ra cái đô la gạch dưới session card. Thử xem có giá trị nhá. Đấy, mày chết. Thấy gì? ID 2 name bằng bàn ăn xoay. Gì string, string gì gì đấy, thiết bị bếp sinh, quantity 1 đúng không? Đúng chưa? Thế là nó có mấy sản phẩm rồi? 1, tí tôi tính sao? Tí tôi tính tổng sao? Cứ hiển thị ra đã. Thế bây giờ nếu tôi bấm vào đây nữa sao? Có mà thêm. Thêm ra được. Biết vì sao không thêm được không? Lúc nãy ở trong này tôi mới check cái trường hợp gì? Đây là trường hợp gì? Chưa tồn tại giỏ hàng đúng không? Trong trường hợp này là trường hợp chưa tồn tại giỏ hàng thì chúng ta sẽ thêm tạo ra giỏ hàng và thêm sản phẩm đầu tiên vào, đúng chưa? Đây trong trường hợp là chúng ta chưa có giỏ hàng. Thế nếu trong trường hợp L này thì tức là sao? Có giỏ hàng rồi. Thế có giỏ hàng rồi thì nó sẽ xảy ra mấy trường hợp? Tôi đố các bạn biết. Hai trường hợp gồm chuẩn, chính xác. Ô sao bọn này giỏi vậy? Thế nếu mà cái sản phẩm này chưa có trong giỏ hàng, đúng không? Thì phải làm sao? Thêm mới một phần tử vào trong giỏ hàng đúng không? Thì với cái trường hợp này tôi sẽ có một cái biến là card data. Tôi sẽ hạn chế không tương tác trực tiếp với cái phần giỏ hàng này mà tôi sẽ gán cái giá trị của giỏ hàng này này thành một cái biến. Để làm thứ nhất là viết code cho nó ngắn. Cái thứ hai nữa là đỡ bị ảnh hưởng, nếu mà có lỗi thì đỡ bị ảnh hưởng đến cái session. Thì ở đây, thứ nhất, trong trường hợp 1 là trường hợp sản phẩm chưa có trong giỏ hàng. Thế làm sao để biết là sản phẩm này đã có trong giỏ hàng hay chưa? Hả? Làm sao để biết sản phẩm có giỏ hàng trong giỏ hàng hay chưa? Quan con khỉ. Làm sao mà dựa vào cái quantity mà biết là sản phẩm có trong giỏ hàng hay không? Đúng rồi. Phải dựa vào cái ID người ta truyền lên á. Xem là nó có cái ID đấy ở trong cái giỏ hàng cũ hay chưa? Thì mới biết được. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau này. Tạo một vòng for. Tạo một vòng for thường đi. Tạo một for thường đi. Đô la y nhỏ hơn cao của thằng
card data cộng cộng đi. Chúng ta sẽ có một cái biến đô la check ở đây bằng phone. Đây là một cái biến cờ thôi. Thì tôi sẽ làm như sau: if đô la product đúng không? Cho đến ID mà nó bằng với cái card data ở phần tử thứ y và cột là cột ID. Nếu chúng nó có phát hiện bằng nhau, nếu chúng nó có phát hiện bằng nhau thì chúng ta sẽ có gì? Check bằng đô la y luôn. Và tôi sẽ tiến hành là break ra. Chúng ta có rất là nhiều cách làm, miễn làm sao chúng ta làm được. Xong nhá. Tôi cho cái check này bằng cái con số luôn. Được chưa? Còn nếu đây thì chúng ta có cái logic như này, chạy tất cả các phần tử trong mảng này. Đúng không? Chạy tất cả các phần tử trong mảng này, trong mảng của cái session này. Nếu trong trường hợp mà sản phẩm không tồn tại trong cái mảng đấy thì cái check này luôn luôn bằng phone. Còn nếu mà sản phẩm có tồn tại thì cái check này bằng cái gì? Bằng số thứ tự của phần tử đấy trong mạng. Đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ kết thúc vòng lặp này. Đây là cái này thực ra phải là tính là kiểm tra sản phẩm có trong giỏ hàng hay không. Nếu check bằng phones thì không có. Nếu check khác phones thì nó sẽ là check là bằng cái số thứ tự của sản phẩm trong giỏ hàng. Đúng chưa? Thì đây chúng ta sẽ có như sau. Lại một câu lệnh if nếu mà check đô la check, if phủ định của đô la check tức là gì? Tức là sản phẩm chưa có trong giỏ hàng. Thì chúng ta sẽ lại đi copy lại cái mớ này. Copy lại. Chúng ta sẽ có cái hàm là array gạch dưới. Ép một phần tử vào trong mảng trong PHP là gì? Cái gì? Push query. Array push card data phẩy cái mảng này vào. Được chưa? Đúng không? Nếu chúng ta lười viết cái này, lười viết cái mớ này này, thấy không? Thì chúng ta có thể là làm như sau. Đô la array trừ product nó sẽ bằng như này. À, như này. Đúng chưa? Array product này. Sau đó cái này tôi sẽ gắn nó bằng cái phần tử này là sao? Đúng chưa? Hoặc là tôi có thể viết ngắn hơn. Đó là đây, viết như này cũng được. Hoặc là tôi sẽ có thể là array push thì đấy, đây tôi cũng viết ngắn lại là trở thành array product như này, đúng không nhỉ? Đúng không? Array product như này, ép vào. Được chưa? Push thêm một phần tử vào. Đó. Đây như. Viết này có khác gì viết như này? Đúng chưa? L tức là gì? Trường hợp gì? Sản phẩm đã có trong giỏ hàng. Đúng không? Thì cái này làm cực dễ. Đó là cái card data ở phần tử thứ check. Giá cột là phần tử là quantity. Tôi sẽ cộng lên. Xong chưa? Hết phim. Thử nhá. À quên, cái này làm xong thì phải có cái đô la gạch dưới session card thì nó sẽ bằng lại với cái card data. Thử ngay. Đây nhá, đây là mới có sản phẩm ID 2 này, tôi thêm sản phẩm ID 1. Sản phẩm ID 1 thôi nhá. Thấy gì? 2 1 đúng không? Tôi thêm cái 1 nữa này. Đúng chưa? Đấy, tôi thêm cái sản phẩm này cái nữa nhá. Ôi giời. Vì sao?
Này lỗi rồi. Lỗi rồi, lỗi rồi công này. Để xem nào. Tại sao thằng này ID bằng 2? Thằng này cũng ID bằng 2, nó lại không bằng nhau nhỉ? Thêm cái nữa coi. Đấy. Ồ. Thú vị. Sao thằng 1 này được nhỉ? Thằng 1 này được, thằng 2 thì cũng được. Ồ. Lỗi rồi. Đây 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3. 3 lại lên 2. Chỉ có mỗi thằng 2 này dính nữa. Ồ, hay. Thú vị. Vi diệu thật. Ồ. Ê, nó mới hay. Thì đây là Vadam. Vadam cái đô la check này. Đài luôn. Hay nhỉ. Ồ, ở vị trí số. Thôi chết mẹ rồi. Ở phần thử đầu tiên thì cái trong PHP nó check cái này. Đúng không? Nó check cái này phone bằng không bằng string rỗng. Nhớ không? Phone bằng không bằng string rỗng. Đúng chưa? Thế vậy thì chúng ta sẽ có thêm cái có cái này, không dùng phone nữa, dùng trừ 1 luôn đi cho nó máu. Được chưa? Nếu mà thế vậy thì chúng ta sẽ tiếp theo là nếu mà cái check này bằng trừ 1 bằng trừ 1 đấy, đúng không? Thì nó sẽ thêm một phần tử mới vào. Còn nếu mà khác trừ 1 thì nó sẽ là index. Đây tôi sẽ không bao giờ bị nhầm lẫn nữa. Bạn sẽ thấy nó lên 2 này. Đúng chưa? Xong chưa? Giờ tính sao? Lỡ tạo ra sổ hàng bây giờ tính sao? Đúng rồi, tạo ra cái nút. Tôi sẽ tạm thời ở trong cái main này, tôi sẽ tạm thời tôi xóa bố nó cái giỏ hàng này đi. Đâu nhỉ? Ở trong cái file này session start ở đâu nhỉ? Ở chỗ home controller rồi đúng không? Rồi ok. Thì tôi sẽ viết ở đây ở home controller tôi sửa thành cái session destroy luôn. Cho nó nhanh. Hết rồi nhá. Giờ tôi bỏ cái này đi. Làm lại từ đâu này. 1. Lên 1 này. Lên 2 này. 1 này, 2 1 này. 2 2 này. Và 2 3 này. Đúng chưa? Rồi, bây giờ tôi tính. Làm sao để tính được cái tổng số sản phẩm ở trong giỏ hàng? Đâu tính như nào không? Thì thử chỉ cho tôi cái nào. Tính nào? Không biết luôn mà. Dùng vòng for chạy qua từng phần tử một xong rồi cộng tất cả những cái thằng này với nhau. Và xong chứ có cái gì đâu. Thì đây cái main đây. Trong trường hợp có giỏ hàng thì chúng ta sẽ sử dụng vòng for. For x hay for đều được nha, tùy công. For x cái đô la session card này add item đi, chúng ta sẽ có cái card product nó sẽ cộng bằng với đô la item ở phần tử gì quantity 5 6 7. Xong chưa? Rồi bây giờ thì bấm vào đây nó đi đâu? Sang trang thanh toán. Chứ còn gì nữa à? Bấm vào đây thì phải sang trang thanh toán để biết là bao nhiêu tiền chứ. Đúng không? Thì bây giờ nếu mà bấm vào đây thì tôi sẽ sang cái trang là thanh toán. Thanh trừ toán.php. Được chưa? Thanh trừ toán.php. Thì tôi phải tạo file này ra đúng không? New file thanh toán.php. Các bạn nên đưa cái này vào trong MVC nhá, để làm cho nó dễ. Việc tính toán chúng ta cũng tính hết ở trong MVC để đưa nó hết được một mối. Để làm gì các bạn biết không? Cái dễ nhất ấy, là ở trong cái client này chúng ta cũng tạo ra một cái base controller. Hiểu không? Tạo ra một cái base controller. Sau đó chúng ta session start trong đấy luôn.
thì là tất cả các request của chúng ta đều có session, chứ không phải là làm rẽ lẻ giống như tôi ở đây, chỗ này session start, chỗ kia session start, xong đến lúc nó loạn hết cả lên, hiểu vấn đề không? Tốt nhất là nên đưa hết nó vào trong cái quy trình và tạo ra một cái bay controller, và các cái controller của chúng ta kế thừa cái bay controller đấy thì làm việc nó dễ, đúng không? Chứ đừng có tùm lum như này. Tôi đây tôi chỉ giải thích logic và tôi code nhanh thì nó sẽ như thế này, còn các bạn sẽ đưa nó vào trong RDC nhá. Trong này thì chúng ta sẽ có if, để trong này kiểu gì dùng session đúng không, chúng ta sẽ có session gì start, đúng chưa, session start, sau đó chúng ta sẽ tiến hành là if iset, cái lúc nào cũng phải kiểm tra cái này, trong trường hợp không có giỏ hàng, không có giỏ hàng thì đẩy thẳng nó về trang chủ, không có giỏ hàng làm sao thanh toán được, đúng không? Hoặc trong trường hợp không có giỏ hàng, hoặc cái này bằng cái cao của cái này thì bằng không, tức là có giỏ hàng nhưng mà không có phần tử ở trong. Nhỏ hơn hoặc bằng không, nhưng chắc là bằng không là cái kim. Được chưa? Thì chúng ta sẽ header location về index.php, vứt về đây luôn, không nói nhiều. Xong chưa? Tiếp theo thì chúng ta làm gì? Cái gì? Thế nếu trường hợp còn lại thì nó có xử lý quái đâu. Nếu mà rơi trường hợp này nó header đi rồi còn eo làm gì nữa? Còn nếu mà chạy tiếp dòng lệnh ở dưới, tức là đã có giỏ hàng rồi và có sản phẩm rồi, đúng không? Thì chúng ta sẽ ở dưới này, chúng ta sẽ có một cái kiểu dạng là table. Đây là sản phẩm này, đây là tên sản phẩm, ảnh, đúng không? Giá, số lượng, đúng không? Và một cái cột là tổng tiền, thành tiền, đúng chưa? Thì ở trong này chúng ta kê body, chúng ta for x, bực mình nhỉ? Đô la gạch dưới session S item. Ở đây tôi sẽ có là cái gì? Đầu tiên là item gì? Item gì? Item đóng mở ngoặc cái trỏ đến. Đóng mở ngoặc cái trỏ đến. Đúng rồi. Bọn kia rốt, mỗi tiềm thông minh. Name. Mảng mà session là lưu mảng, làm sao sẽ lưu được trong, nhớ nhất trong session không lưu được object, cái này tôi nói một lần rồi. Cho nên chúng ta nó là mảng, cho nên chúng ta như thế này. Tiếp theo là đến gì? Ảnh đúng không? Ảnh thì phải trong thẻ gì? IMG có src bằng cái này. Có cái width nhỏ nhỏ thôi nhá. Ở trong cái bảng này không bao giờ width to rồi. Width của ảnh á. Ví dụ bằng 50 pixel, 70 pixel thôi. Đừng mơ cho nó to quá, chết dở đấy. Tiếp theo đến gì? Để đơn giá. Đơn giá tức là giá trên một sản phẩm thôi. Price đúng không? Số lượng thì là quantity. Thành tiền thì bằng cái gì? Quantity nhân với item code price. Thử xem có đúng nhá. Thành toán này. Công nhân đi xem có đúng không? Thằng Tùng đang bật máy tính à? Đúng chưa? Chuẩn chưa? Còn tiếp theo là chúng ta sẽ có ở dưới nó chưa hết đâu. Chúng ta có một cái TR nữa. TD này. Chúng ta sẽ có cái cone span. 1, 2, 3, 4, full span bằng 4. Đây là tổng tiền
tổng số tiền cần thanh toán. Đúng chưa? Ở đây chúng ta sẽ có, ở đây chúng ta sẽ có một cái thẻ TD nữa. Bằng cái gì có biết không? Giờ làm nào? PP này. Tôi sẽ có một cái biến là total money bằng 0. Chưa? Qua mỗi cái thằng item này, qua mỗi cái thằng item này thì cái total money của tôi nó sẽ cộng bằng với cái item quantity nhân với item price. Đúng chưa? Đúng không? Sau đó ở dưới này tôi sẽ echo ra cái total money, tổng số tiền cần thanh toán đây này. Xem chúng nó cộng vào nhau có đúng này không? Có biết cộng không? Minh Tổ có biết cộng không? Cộng lại đúng chưa? Trông mặt đần thối kiểu đang tính nhầm. Đúng chưa? Đấy. Thì xong rồi sao nữa? Nếu mà đúng nhá, nếu mà đúng, đúng cái logic của phần thanh toán thì chúng ta phải như này. Ví dụ đây là sản phẩm A này, ảnh này, gì gì đấy này, cái số lượng đúng không? Ở đây chúng ta sẽ làm một cái inbox này. Nó là một cái inbox text, chúng ta phải đổ text lên hàng kia là 3, hàng kia 3 này. Sau này chúng ta sẽ có thêm cái nút trừ, nút cộng. Nếu mà bấm vào nút trừ này thì lại đổ request lên trên kia, trừ cái sản phẩm này đi. Nếu mà nút cộng ở đây, cộng sản phẩm này lên. Đó. Bạn tự đi mà làm logic để làm. Nếu mà không á, nếu mà chúng ta không có cái trừ này nhá, thì chúng ta phải bắt buộc một cái nút xóa. Nó bắt buộc nút xóa, xóa sản phẩm của giỏ A. Đúng không? Chứ không thì chết. Không thì làm sao để xóa được, không thì cứ mua là phải thanh toán hết à. Có mà điên. Đúng không? Đây tôi thử cho các bạn cái logic xóa nhé. Còn phần là phần còn lại thì nó có, khi mà đã ra đến đây thì ở dưới cái bảng này các bạn thêm một cái form, thêm một con tên khách hàng này, gì nữa, cái không phải cái form nó phải tự sinh ra nhá, cái form nó phải dựa tát cho Tú phát cho tôi cái. Mày làm gì mày lao lực thế hả Tú? Nãy giờ có hiểu cái gì không? Có tí hỏi lại vài câu nhá. Không được thì cho mày chạy từ tầng 1 lên tầng 5 và từ tầng 5 xuống tầng 1 3 lần, chỉ cần 3 lần thôi. Nha. Hả? Tôi cũng đói từ sáng rồi đã được ăn cái gì đâu mà tôi phải nói từ nãy đến giờ. Cả thằng Nam nữa, hai thằng đấy, may là Huy phát hiện ra. Tí nữa nha. Sau vụ này là hai thằng sẽ chạy từ tầng 1 lên tầng 5 3 lần. 3 vòng. Tập thể lực. Cái form ấy kìa. Các bạn lưu ý cái form cái nó phải phụ thuộc vào cái này này. Cái bảng order này. Nhìn thấy không? Cái form nó phải phụ thuộc vào các cái cột trong bảng order này. Được chưa? Thấy không? Thì ví dụ như customer name, tên khách hàng này. Customer address là địa chỉ khách hàng này. Phone number là số điện thoại của khách hàng này. Email khách hàng này, ghi chú của khách hàng này. Còn những cái này total price thì là gì? Tổng số tiền đấy mình tính rồi. Tiếp theo là order date. Ngày đúng không? Còn cái payment method này thì chúng ta sẽ có hai cái check box và hai cái radio button. Đây là thanh toán khi nhận được hàng. Còn đây là thanh toán gì đấy, cách đến cửa hàng thanh toán chẳng hạn đây. Chứ đừng có ngu mà biết vào đây là thanh toán trực tuyến. Đến lúc đấy người ta hỏi sẽ là mày thanh toán trực tuyến ở chỗ nào? Thế thì sao? Đấy, tích một trong hai cái này thôi. Một trong hai cái thì tích thôi. Chứ đừng tích hết, xong rồi lưu vào DB. Xong chưa? Đấy, cái phần đấy. Còn lại tôi sẽ thể hướng dẫn các bạn tiếp về cái phần là cộng hoặc trừ nhá. Cộng hoặc trừ thôi, chứ không để kiểu dạng là xóa. Xóa thì bởi vì tôi muốn là trừ mỗi một lần cộng hoặc mỗi lần trừ nó sẽ thêm một đơn vị lên. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta làm nào? Hả? Nếu mà ví dụ mấy cái sản phẩm đề này kiểu mà họ mua một phát cái họ
Tức là mua một phát mấy chục cái à? Thì ông thấy nha, cái logic của mình hiện tại này là nó phải bấm vào một cái sản phẩm, bấm một cái nút thì nó phải thêm một đơn vị vào, đúng chưa? Tức là ông muốn một phát thay đổi luôn nhỉ? Tức là không, nhưng mà ví dụ họ mua nhiều quá, xong đến lúc họ muốn xóa đi thì họ phải trừ hết. Đúng rồi, đây là một cách. Được rồi, thế vậy tôi sẽ làm theo cách của ông nhá. Được chưa? Tôi sẽ giải quyết vấn đề của ông, nhìn sao? Đây, nhìn này, coi này. Ở đây chúng ta sẽ để cho cái phần quantity này nó thành một cái thẻ input, input type number. Cứ càng vẽ ra nhiều thì càng ấy thôi, càng vẽ ra nhiều thì càng phải làm thôi. Đây là cái PID. Value. Làm cái gì code, bởi vì đây nó là code PHP thuần cho nên tôi thích viết cái gì ra tôi làm được hết. Ông thích cái gì tôi làm được cái đấy chứ không? Quan trọng là chỉ sợ là làm ông không làm được thôi thì nó khổ. Xong chưa? Rồi nhá. Thì bây giờ mình sẽ làm gì nữa? Vấn đề ở đây nếu mà đã làm như này này thì phải tự đi mà validate cái này. Ví dụ như nhỡ người ta để số âm 3 ra. Để số âm 3 thì là mình phải khách cửa hàng phải trả tiền cho khách à? Đúng không? Âm tiền mà. Hoặc là về không thì sao? Về không thì xóa đi đúng không? Thế vậy thì làm cái nút cập nhật vào đây làm gì? Thế vậy thì nếu mà như thế này thì chúng ta sẽ phải thêm một cái nữa. Một cái cột ở ngoài này nữa. Cái cột này là tôi chẳng để cái gì ở trên tiêu đề cả. Ở dưới này tôi sẽ là con span là 5. Còn ở thêm phần này thì tôi sẽ có hai cái đường, hai cái button. Thì đây. Đây là cập nhật một cái button. Sai bằng button thôi. Chữ cập nhật. Còn một cái button nữa. Button xóa. Đưa cái này thành thẻ A để hợp lý hơn. Thẻ A. Hgrep bằng remove item form card.php hoặc chấm item id bằng quả. Cái này là thẻ A mà, là hardware. Cái này thì tự làm nhá, cái này tự làm đấy, tôi không làm cho đâu, được chưa? Cái này thì dễ cực kỳ, nhưng mà nếu mà cái này thì khác này, cái này sẽ khác. Cái này tôi sẽ có như sau. Button này sẽ có một cái on click. On click là train quantity. $item. Rồi bây giờ chúng ta coi này, cái thẻ này bây giờ nó thành cái gì? Trên quantity đơn vị là 1 đúng không? Cái thằng này thì là trên quantity đơn vị là mấy? 2 đúng không? Đúng chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp cái bên này thì nó có cái gì? Các bạn thấy cái ID của mấy đây? 2 đúng không? Rồi áp dụng JavaScript vào đây. Máy mình vẫn giật giật. Chúng ta sẽ có script này. Tôi code JavaScript thuần đấy nhá, chứ không code jQuery. Các bạn có thể chuyển sang code jQuery tùy. Nào có function. Function là train. Sao máy mình giật đấy nhỉ?
quantity, đây là item ID. Đây là một con số đúng không? Tôi có thể console.log ra cái item ID này. Một, hai, chưa? Tôi về trang chủ, tôi thêm một cái sản phẩm nữa vào đây. Đây, tôi thêm cái này là 3 đúng không? 4 đúng không? Chuẩn chưa? Rồi, bây giờ tôi đã có ID sản phẩm. Tôi đã có, bây giờ tôi cần lấy thêm cái số lượng người ta thay đổi nữa. Đúng chưa? Thì bây giờ tôi sẽ làm nào? Và quantity trên number. Ô mẹ, sao máy mình nó cứ giật này nhở? Làm gì mà nó nặng quá. Rồi, bằng document.query selector. Thằng này. Đây, xem có lấy được không nhá. Ôi giời ơi. À chết, cái ID này chúng ta không để số như này được. Item trừ. Chúng ta sẽ để item trừ. Đây là item trừ. 1, 4, 3. Thấy không? Bây giờ tôi tăng lên. 4. Tăng lên. 5. Xong chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp? Sau khi lấy được ID của sản phẩm, sau khi lấy được số lượng sản phẩm thay đổi, thì bây giờ chúng ta sẽ có là window.location.href bằng bằng cái gì? Sang là update trừ cart trừ item. Ui dồi, nó treo. Chấm pp. Sao máy mình nó giật kinh khủng vậy? Hỏi chấm ID. Đây là item ID bằng cái item ID. Và quantity bằng cái này. Thử cái nhá. Để tôi thêm cái này lên 320 đi. Mua 20 bộ bàn ghế. Được chưa? Thế đến đây còn có làm được không? Đến đây có làm được không? Đến đây mà không làm được thì vứt đi nhá. Nó cho đến tận răng rồi. Đây. À, chết, nhầm. Bấm nhầm. Đây, tôi đã thêm một cái file nữa vào đây. Đúng chưa? Lại PHP. Rồi lại session start. Session start. Rồi thì lại đi copy lại cái này mà. Add to cart cái này. Cái gì đấy? Hin cái gì đấy. Rồi, à, cái này không cần nhá. Cái này thì chúng ta sẽ làm như này luôn. Thường thường là vào được đến kia là session đã tồn tại rồi. Đây, chúng ta dùng đến cái này luôn. Thế. Trong trường hợp không có tồn tại session thì header đưa về chỗ khác luôn. Location index.pp. Đúng chưa? Trong trường hợp không có session thì đưa về trang chủ này. Trong trường hợp còn lại là có session đúng không? Thì không có cái chuyện check này đâu.
đúng không? Làm gì còn cái chuyện check này, bởi vì chắc khi mà vào đây thì chắc chắn sản phẩm đã có rồi, nhưng mà chúng ta vẫn cứ phải check. Nhưng mà tốt nhất là chúng ta vẫn phải check lại, bởi vì người ta hoàn toàn có thể là viết text lên trên đấy, viết text lên trên đường dẫn đấy, đúng không? Cho nên chúng ta vẫn phải check. Thì trong trường hợp này, nếu mà check cứ ok, cứ check bình thường, được chưa? Cứ check bình thường, nhưng mà chúng ta phải lấy được cái product gạch dưới ID đã, product ID hoặc là item ID. Item ID bằng với cái đô la gì? Get của cái item ID. Và gì nữa? Gì nữa? Quantity đúng không? Quantity từ trên đường dẫn đã. Sau đó chúng ta sẽ kiểm tra là cái item ID, cái này này, so sánh với cái card data ID đúng không? Lại giống như cũ rồi. Trong trường hợp check bằng -1, tức là sản phẩm nó không có trong đấy, thì cũng đưa về cái này, đúng chưa? Hoặc là chúng ta có thể làm cái trò như sau. Nếu trong trường hợp sản phẩm khác -1 luôn, đúng không? Nếu trong trường hợp sản phẩm khác -1 luôn, thì cái card data ở vị trí thứ check quantity sẽ bằng, sẽ gắn luôn bằng với cái gì? Bằng luôn với gì? Giật tích nhỏ, đúng chưa? Xong rồi lại header location, header location về thanh toán .pp, thử cái nhá. Tên 20 chưa? Đây là 40 này, đúng không? 1 này. Đây, nhìn cái số tiền nó thay đổi là biết mà, đúng không? Tôi để cái này hơi lệch, tôi sẽ để cái này lại một chút. Cold span vẫn là 4 thôi. Cái này cold span 2. Đúng chưa? Đây để lên 10. Được chưa? Còn một trường hợp nữa, đó là trong trường hợp sản phẩm có, sản phẩm có, nhưng mà quantity là không thì sao? Sao? If dollar quantity nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì chúng ta làm gì bây giờ? Xóa phần tử khỏi mạng đúng không? Đây là L, trường hợp này là của L rồi. Làm sao để xóa một phần tử khỏi mạng? Array supply, bọn này quên hết PP cơ bản rồi. Card data đô la check phải một, quên cho bằng hết luôn, tài thật. Đây, nếu mà thằng bán ăn xoay này là -1 chẳng hạn, bay luôn. Thằng này về 0 chẳng hạn, bay luôn. Được chưa? Bây giờ về trang chủ index lại mua cái khác, 1. Được chưa? Rất nhiều cách làm, chúng ta, tôi nói rồi, chúng ta đã code ra thì chúng ta làm cái gì cũng được, thích làm gì làm. Rồi bây giờ tôi sẽ đẩy cái code này lên nhá. Thì đấy phần là phần còn lại, còn cái việc insert dữ liệu vào thì đấy là việc của các bạn thôi, các bạn tự đi mà insert lấy, tôi không hướng dẫn đâu. Mất mạng à? À ừ, mất mạng thật đây này. Rồi cái này để tí nữa tôi sang bên kia tôi sẽ update lên cho các bạn.